Đây là bộ ấm chén men cẩm thạch. Dung tích ấm của nó sẽ rơi khoảng tầm 400 ml. Ngoài men hỏa biến, bên trong là lòng trắng. Lòng trắng tinh. Cái men của nó nở hoa rất đẹp. Đây là chiếc ấm này. Xe đáy ấm này, chuyện logo của Bát Tràng nhé. Cái này là phần trong lòng ấm là không tráng men, để mộc này. Đây, rót nước này. Dốc rất là cao nhưng mà nắp mà không di chuyển. Nên đĩa lót cho mọi người cùng xem. Đĩa lót này của nó nở hoa nhìn như là gấm ấy, như là dệt gấm lên bên trên. Đây là một bộ đầy đủ, một ấm 6 chén 7 đĩa. Và bộ phụ kiện 4 món này. Đây là chiếc gạt tàn này. Đây là cái ống để chúng ta có thể đựng nước thừa hoặc là để phụ kiện. Ống tăm này. Hũ trà này. Ở trong lòng ấm thì không tráng men nhé. Trong lòng ấm không tráng men. Không tráng men ở phần nắp này thì sẽ giúp cho cái phần nắp của chúng ta nó khít. Một lần nữa nhìn lại bộ ống chén này. Đây, dáng ấm rất là xinh. Cái men này nó chảy, nó nở hoa này ra nhìn rất là độc đáo. Cái này gọi là men hòa biến. Xin chào mọi người, mình là Khánh. Mình chuyên giới thiệu và chia sẻ về những sản phẩm gốm sứ cao cấp của Bát Tràng, với mong muốn là giúp tất cả mọi người chúng ta xem là có thể hiểu rõ nhất về sản phẩm. Mình làm một kênh YouTube là kênh gốm sứ Bát Tràng, mọi người có thể lên trên kênh và tham khảo rất nhiều những cái sản phẩm. Mình đã làm thành video chi tiết để mọi người có thể xem và hiểu rõ hơn nữa về những sản phẩm mà các bạn có thể là đang quan tâm. Nếu như mà xem xong những cái video của mình mà thấy video của mình hay và ý nghĩa thì rất mong mọi người đăng ký ủng hộ kênh, chia sẻ rộng rãi để nhiều người có thể biết đến những cái sản phẩm gốm sứ Bát Tràng Việt Nam. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video này. Xin chào.